hoặc là kiểu bạn bè hỏi mình cái gì xong cái kiểu tự nhiên cái bị đứng hình, cái kiểu quên hết trơn định nói gì đó. Đó thì trong cái ngữ cảnh đó bạn sẽ dùng cụm là to draw a blank. Sorry mọi người. To draw a blank. Ok. Tự nhiên bị đứng hình. Rồi. For example, thì bạn đang tường thuật lại một cái câu chuyện, thì bạn có một cái tình tiết là nó hỏi số điện thoại nhưng mà tự nhiên cái quên bén rồi ha. Đó thì mình sẽ kể lại. So he asked me for my phone number and I drew a blank. I just couldn't remember it. Yeah, I drew a blank. Hoặc là sorry, I'm drawing a blank on her name. Thì người ta hỏi mình. Hoặc là trong part 3 bạn muốn câu giờ đó, thì ví dụ giám khảo không cái câu rất là khó, xong cái bạn bạn kiểu suy nghĩ được 1-2 giây cái bạn vẫn chưa ra được cái đáp án hay là idea nào đó, thì bạn có thể nói là I'm really sorry, hay là I apologize, I just drew a blank, so let me you know try to